Cho má được ôm con. Cho má được ôm con trai của má. Một chút thôi. Má thấy mình có tội. Khi má biết ơn tai nạn này. Nhờ có tai nạn này mà má mới tới được gần con. Được cầm bàn tay của con. Được ôm con vào lòng. Được chăm sóc con. Tha lỗi cho má nha con. Đức Tiến à, 16 năm qua không giây phút nào má không nhớ tới con. Ngủ thì thôi, nhất là má lại nghĩ đến con. Không biết giờ này con thức dậy chưa? Ngày hôm nay con có vui không? Có được mọi người yêu thương con không? Rồi đây. Mà có khi ngay cả trong giấc ngủ má cũng chiêm bao thấy con. Có khi con rất vui mừng khi má con mình gặp nhau. Cũng có lúc con không nhìn nhận má. Đức Tiến à, cho dù con có nhìn nhận má hay không, nhất định sẽ đến một ngày má sẽ nói cho con biết. Má sẽ trả lại chỗ này cho Ngọc Bích, rồi sẽ đưa con đi. Con sẽ đi theo má phải không con? Con sẽ đi theo má phải không? Luật trời nhân quả ngay. Vì tôi học từ cô, không phải cô cũng chỉ nhìn thấy rồi áp đặt người khác mặc kệ người ta nói cái gì hả? Tôi đúng là có lỗi với cậu nhiều quá. Trong đầu tôi đã viết cho cậu là người xấu. Cho nên mọi việc cậu làm, tôi luôn nghĩ theo chiều hướng xấu. Mãi mà lúc đó tôi nhìn thấy con trắng. Nếu không, tôi tưởng cậu giở trò để lừa tôi. Tôi bỏ mặc cậu nằm đó thì giờ này tôi có chết cũng không đền hết tội. Cậu chủ ơi, tha lỗi cho tôi. Mau tỉnh lại để mắng chửi tôi đi. Có biết không, đêm qua vì lo cho cậu mà tôi ngủ được có chút xíu à. Vậy mà trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, tôi chiêm bao thấy cậu. Cậu tỉnh lại, cậu la rầy tôi lung lắm. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu la rầy mà tôi không có ghét cậu. Sao cậu cứ ngủ hoài vậy? Mau tỉnh lại mà la rầy tôi đi. Kiếm chuyện gây sự với tôi đi chứ. Tôi nói thiệt, lúc cậu nuốt lời hứa xé nát sách vở của tôi quán cậu lắm. Tôi cũng khinh cậu nữa. Nhưng mà giờ tôi thà chấp nhận cậu gây sự
chứ tôi không muốn thấy cậu cứ nằm ì ra như vậy. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi. Cô tỉnh tưởng tôi thích gây sự với cô lắm hả? Cậu tỉnh lại rồi hả? Cô cứ lại nhảy bên lỗ tai tôi suốt. Dù hồn tôi có xuống tới 18 tầng địa ngục cũng bị cô lôi ngược trở về. Cậu tỉnh lại rồi hả? Cô cảm ơn trời Phật. Muốn khóc thì khóc đi. Tôi không chết chắc làm cô thất vọng lắm hả? Yên tâm đi, tôi không có dễ chết như vậy đâu. Tôi sống dài lắm. Để tôi ra ngoài cho má với chị Tám tôi hay, để họ mừng nha. Nè, đợi tôi vậy. Tôi không sao đâu. Tôi muốn đi ra ngoài ăn. Cậu làm ơn dìu tôi ra ngoài đi. Nè, nhìn như tôi đi. Tôi mạnh lắm. Cảm ơn cô nha. Để má gánh qua nhà ba ó, rồi má mượn cái cối xay, má phụ xay gạo với con nghe. Thôi được rồi má, để con xay một mình được rồi má. Má ở nhà lo cơm nước cho cha đi. Cha con xấu tính lắm á, về mà không có cơm nước là cha con xỉu á. Để má vô má bắt nồi cơm, rồi má chạy ù qua bển phụ với con nghe. Dạ thôi được rồi, có nhiêu đây con bận chút xíu là xong hả? Nè Tâm. Dạ. Cái chuyện đó đó, con có ngỏ lời với cô gái mà con thương chưa? Dạ chưa. Chà, con chưa. Con trai gì mà nhút nhát quá vậy con? Con thương người ta thì con phải nói chứ, ai ở đó mà đợi con hoài. Con không nói á, lỡ người ta nhận lời cái đám khác rồi thì sao? Hay con cho má biết cô gái đó là con của nhà ai, rồi má nhờ người ta lựa lời đánh tiếng giùm con. Thôi không cần đâu má. Để nay mai rồi con nói người ta biết. Con sẽ nói liền mà, con đi nha má. Cái thằng thiệt tình. Mọi người lại đây nghe tôi dặn nè. Nghe cho kỹ, tôi bị rắn cắn là do tôi xui, không có liên quan gì tới Ngọc Bích hết. Nhưng mà... Cô không nghe lời cậu chủ nói hả? Tôi nói rồi đó nghe, ai mà nói khác là không yên với tôi đâu nghe. Dạ, dạ cậu chủ. Ê, cậu bộ mày cũng cao số đó. Mấy ai bị rắn cắn tới mê man mà tỉnh bơ sống nhăn răng như mày. Đúng rồi. Tao cũng thấy nhiều người bị rắn cắn chết. Mà bữa đó tao cũng tưởng tao chết chắc rồi chứ. Ủa, mày... mày sao vậy? Mày còn mệt hay gì? Ê,
Có khi nào là má của tao cứu tao không? Ủa, không phải ba má mày bị công việc hết rồi sao? Không phải. Ý tao nói là má ruột của tao á. Mày nói gì vậy thằng quỷ? Không phải má mày chết từ hồi tám quánh rồi sao? Làm sao mà cứu mày được? Hay là mày đừng có nói với tao là do mày bị nọc rắn làm cái đầu mày tưng tửng rồi nha. Tửng? Mày tửng? Mày thà vậy đi, tao còn thấy mày tỉnh táo, bình thường. Mày còn khỏe mạnh, tin tưởng được. Ê, nhưng mà sao? Nói nghe coi. Tự nhiên sao nói tới người má đã chết của mày, còn cứu mạng mày nữa là sao? Trong cái lúc tao mê man á, tao nghe có tiếng khóc. Tiếng của một người đàn bà nào đó kêu tao bằng con, còn xưng má với tao nữa. Bà nói bà nhớ tao lắm, bà ôm tao, bà vuốt đầu tao nữa. Chắc là trong lúc mày cận kề cái chết, mày nhớ má mày nên mày tưởng tượng bậy bạ thôi, có gì đâu. Không có đúng đâu. Má tao chết từ hồi tao mới lọt lòng. Tao đâu có biết má tao ra làm sao. Mà không, dì hai của tao giống như là má của tao vậy đó. Tới chừng này tuổi tao chưa từng nhớ má tao luôn. Nói ra thì sợ người ta nói tao bất hiếu, chứ thực sự là vậy. Từ hồi nhỏ tới lớn, dì hai tao lúc nào cũng ở bên cạnh tao, che chở, chiều chuộng tao. Tao đâu có gì tủi thân đâu mà phải nhớ má tao. Ê mày, có khi nào hồn ma của má mày không chừng á? Không phải tao nhát mày đâu nha, chứ má tao nói á, là những cái người nào mà chết á mà còn dấn dương trần gian á, không có đi đầu thai được, giống như mấy người chết quan á, hay là chết do sanh đẻ để con lại ở trần gian giống má của mày á, không có yên tâm nên là người ta đâu có đi đầu thai được đâu. Vậy sao bao nhiêu năm qua tao không chiêm bao thấy má tao? Ừ thì chắc bình thường mày khỏe mạnh, khí dương trong người mày đang mạnh nè, thì người cõi âm làm sao dám tới gần mày được. Còn lần này hả, mày tới gần cửa tử nên má mày mới tới thăm mày đó. Tao cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà rõ ràng tao nghe được những điều đó. Tao cảm nhận được người đó rất là thương tao, rất là nhớ tao. Nhưng mà nè, mày có thấy được mặt người đó không? Có giống cái hình thờ của má mày không? Nhắc tới cái này tao mới thấy lạ nè. Gương mặt mà tao nhìn thấy á là... Là ai mày nói đi? Là ai sao mày ấp úng hoài vậy? Là bà xấu xí ở đợ nhà tao nè. Cái gì? Là bà đó hả? Ừ. Chắc tại bà xấu xí quá, đặc biệt quá cho nên tao mới bị ám ảnh đó. Cũng có lý à. Ê, tao nói nè. Gì? Bây giờ tao không biết là cái người đó có phải là má mày cứu mày hay không, nhưng mà tao thấy mày cũng nên thắp nhang cho má mày đi. Bởi vì cái mạng của mày, má cho mày đó, má cứu mày đó. Dạ thưa bà, con là Ngọc Bích, con tới đây để xin tạ tội với bà hai. Vì con, mà xem chút nữa cậu chủ bỏ mạng á, bà tha lỗi cho con nha bà. Nè, cô tới đây làm gì vậy? Tôi hái bông sen chân cho bà chủ. À, thì ra cô tới đây là để mua chuộc má tôi. Cô cũng giỏi thiệt đó, lấy lòng người sống, bây giờ mua chuộc luôn cả người chết. Hèn gì ba má chị hai tôi coi trọng cô còn hơn tôi. Cậu muốn nói sao cũng được hết á. Cậu không tới thì thôi, tới rồi á cũng nên chào hỏi má cậu một tiếng đi. Từ ngày khôn lớn, nó không chịu tới mộ thắp nhang cho má hai vào ngày giỗ Tết nữa. Chắc là má hai buồn lắm. Để coi,
những gì cô ta nói có thật lòng không anh? Ê, nói thiệt tôi nghe đi, lấy lòng người mẹ quá cố của tôi, cô được cái gì? Cậu chủ, đừng có tốn công chọc tức tôi, vô ích lắm. Cho dù cậu có nói gì làm gì thì tôi không có tức giận cậu đâu. Được người sống lẫn người chết thương yêu, bộ không tốt sao? Cô xin đi học hành để làm chi? Khi mà cô không hề dự thi, không có bằng cấp, cô lại còn là con gái nữa, sau này cô cũng đâu có đi làm được. Tôi thấy thay vì tự đày đọa bản thân cho việc học hành của cô, tôi nghĩ á, cô nên vui vẻ theo thùa may giá với chị hai của tôi đi, sẽ tốt hơn cho cô. Được đi học là hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi. Cậu không biết đâu, tôi chưa bao giờ coi nó là việc khó nhọc. Tôi cũng không mơ ước nhờ vào sự học đó để sau này thoát khỏi kiếp ở đợ. Nhưng má tôi dạy, con người ta cần phải học, càng học nhiều càng sống tốt, đơn giản vậy thôi. Má cô cũng ngộ thiệt á. Cậu không biết đâu, hồi trước lúc còn ở với tía tôi á, cũng vì chuyện cho tôi đi học mà ngày nào má tôi cũng bị tía tôi đánh đập, cậu biết không? Vậy mà má tôi nhất định không cho phép tôi nghỉ học. Má nói nếu có học thì tôi sẽ không cam chịu giống như đời của má. Má cô nói cũng đúng. Cậu chủ, ông bà chủ cũng vì muốn tốt cho cậu mới ép buộc cậu học hành. Muốn tốt cho tôi hả? Cô không biết đâu, chẳng qua bà má ghẻ của tôi biết tôi không thích học nên mới dùng cách đó để mà hành hạ tôi, vừa lấy được tiếng thơm cho bản thân mình. Tôi chẳng cần phải học lên cao, ra đường thiên hạ gặp tôi ai cũng phải kính nể tôi, ai cũng phải cúi đầu chào tôi. Cậu lầm rồi, họ cúi đầu chào cậu là vì sợ, chứ không phải họ kính nể cậu đâu. Chỉ có người đạo đức tài giỏi mới khiến thiên hạ kính nể mà thôi. Tôi nói cậu đừng có tự ái nha, chứ thiệt ra cậu đã làm được gì để thiên hạ kính nể đâu. Tiền của gia sản đều do ông chủ tạo ra, chứ cậu có làm được gì mà người ta kính nể. Tuy là tôi tới ở nhà cậu chưa lâu, nhưng mà tôi biết ông bà chủ, chị Ngọc Thủy, những người đó thương yêu cậu thật lòng, ai cũng muốn tốt cho cậu hết á. Cô thì biết cái gì? Nếu tôi học giỏi á, họ sẽ đẩy tôi qua bên Tây. Trong thời gian tôi ở bên đó, chị hai tôi sẽ lấy hết gia tài này. Tôi đâu có ngu mà tin vào mấy người đạo đức giả. Má của cô muốn tốt cho cô nên ép cô học là chuyện đúng. Còn tôi cần gì phải học lên cao nữa? Học nhiều chỉ đi làm thuê cho thiên hạ thôi. Tôi là chủ, nhà tôi giàu, thiếu gì tiền. Tôi lại là người thừa kế duy nhất của ba tôi, tôi cần cái gì phải học? Tôi lại nghĩ khác. Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất, ai mà biết trước được chuyện thời thế tương lai. Chỉ có những điều đã học được thì nếu ta còn sống, còn tỉnh trí thì nó còn nằm mãi trong đầu, không mất đi đâu được. Cậu không thích đọc sách, nhưng chắc cậu cũng có nghe hát tuồng mà phải không? Có ông vua nào mà ngồi mãi trên ngai vàng đâu, có khi hôm nay còn làm vua, ngồi trên ngôi cao chính bệ, mai bị cướp ngôi, đã trở thành kẻ bôn tẩu, đói khát đầu đường xó chợ. Gia sản nhà cậu tuy lớn, nhưng mà có câu ngồi không mà ăn thì núi cũng không còn. Hơn nữa, làm chủ mà thiếu hiểu biết
thì trước tiên sẽ bị người làm khinh, sau đó thì bị họ qua mặt. Như vậy thì cậu cũng thấy đó, làm chủ mà không có tính toán giỏi á, thì công việc làm ăn làm sao mà thành công được. Cậu thấy ông chủ đó, nắm trong tay bao nhiêu gia sản mà vẫn phải ngày đêm lo tính toán sổ sách, phải lo dắt óc để mà nghĩ cách phát triển sự nghiệp. Còn việc ông bà với chị Ngọc Thủy có thiệt lòng thương cậu hay không á, có thể là khi nhìn bằng mắt thường thì không phân định được. Nhưng mà nếu như cậu chịu khó nhìn bằng trái tim, tôi nghĩ cậu sẽ rất dễ dàng nhận biết chính xác. Nhìn bằng trái tim hả? Ừ. Ngon không bà? Ngon, ngon. Ngon á, chị Mai con mang qua cho bà ăn nữa nghe. Ừ. Nhìn bằng trái tim sao? Còn việc ông bà với chị Ngọc Thủy có thiệt lòng thương cậu hay không á, có thể khi nhìn bằng mắt thường thì không phân định được. Nhưng nếu cậu chịu khó nhìn bằng trái tim á, tôi nghĩ cậu sẽ rất dễ dàng nhận biết được chính xác. Thảo à, Đức Tiến con của chúng ta đã 10 tuổi rồi, đã khôn lớn nhiều rồi. Em yên tâm nha, cho dù em còn hay mất, Đức Tiến vẫn là con của chúng ta. Con à, con ráng mau khỏe nha con. Rồi rồi, má biết rồi. Con đừng khóc nữa, để má băng bó lại cho con nghe. Con đau rồi, rồi. Quá má ơi. Má biết rồi, má biết rồi. Để má băng bó lại cho con nghe. Con đau quá à. Mà con chơi sao không cẩn thận gì hết vậy? Cái này ba về ba biết là ba la con đó. Rồi rồi, không sao không sao không sao. Đừng lo, có má đây mà. Được rồi, không sao. Nghe má nói nè, lần sau chơi phải cẩn thận nha không? Rồi, thôi được rồi, không sao hết á. Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Má thương, đừng khóc nữa nghe con. Đó, chả đó. Liêu. Em làm hư đồ chơi của chị rồi nè. Hư đồ chơi của chị rồi, em đền cho chị đi. Không. Không thích đền. Có chuyện gì vậy con? Má, em tiến phá hư đồ chơi của con rồi. Thôi, con ngoan nha. Con đừng khóc, con là chị mà. Con phải nhường nhịn cho em chứ. Em nó thích gì thì con phải chiều em. Với lại má thấy con còn nhiều đồ chơi khác mà. Tiến à, còn con nữa Tiến. Con đừng chọc phá chị nữa nghe. Thôi mà, đừng giận nữa con, nhường cho nó nha. Tiến à, con nhìn đi, ruộng đất quanh nhà mình cò bay thẳng cánh. Nếu như sau này con học hành tốt thì nó sẽ thuộc về con. Dạ. Qua bên kia. Con coi,
sen mùa này nở đẹp chứ? Dạ, đẹp lắm ba. Con trai ngoan của ba, ráng học hành cho giỏi nha con. Dạ. Ê, nè, Tiên, có chừng té con. Con phải cẩn thận, cái hồ này sâu lắm, không có chừng té xuống đó. Dạ. Con ngoan, nè, con có biết không, ở xa xa đằng kia kìa, có nhiều con cá lớn lắm. Dạ ba, con thích mấy con cá to lắm á. Mấy con cá lớn nó đẻ ra nhiều con lắm ba ha. Bà dạy cho con nhớ, để lần sau con không phạm lỗi nữa. Đừng, 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 đừng mình ơi bà... Em xin mình đừng có đánh con nữa mà. Tại sao bà cản tôi? Phải để cho tôi dạy con mình chứ. À, vì em là má nó, còn dạy cái mang mà. Ngày nay thằng Tiến nó hư như vậy là do em dạy nó không đúng. Mình ơi, em xin mình đó, em xin mình tha cho con. Tiến à, con có đau không con? Tiến à, con đừng giận ba con nghe. Vì quá thương con, vì ba con đặt quá nhiều hy vọng vào con, nên khi thấy con phạm sai lầm, ba con mới tức giận như vậy đó. Con phải ráng lo học hành nha con. Sau này con là người kế thừa cơ nghiệp. Ngay từ bây giờ, con phải học thì con mới đủ sức gánh vác sự nghiệp sau này nghe con. Má. Má à, con nấu nước nóng cho má tắm nha. Thôi má tắm rồi, khỏi nấu. Ờ con, cậu chủ thì khỏe rồi phải không? Dạ. Nhưng con phải nhớ nhắc cậu á, uống thuốc phải cho đúng cử, uống cho nó trục hết chất độc trong người ra, chứ đừng có ỷ y bỏ kệ như vậy là không được. Con biết rồi má. Ờ Ngọc Bích à. Dạ. Má cũng muốn gặp cậu để nói lời cảm ơn, mà má sợ cậu không muốn nhìn thấy mặt má, nên con chuyển lời cảm ơn của má tới cậu giùm má nha. Con sẽ nói với cậu mà, má yên tâm. Ờ hồi chiều con đi đâu vậy? Má kiếm hoài không thấy luôn á. Con ra mộ bà thắp nhang, xong á con tới quét dọn nhà cửa giúp bà nhà bên kia xong á. Tại con thấy bà già đơn độc một mình thấy tội nghiệp quá, nên là vài ba bữa con tranh thủ qua nhà bà giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Ủa bà nào mà ở một mình? Mấy người ở đây nè, ai cũng kêu bà là bà mụ hết á. Bà mụ hả? Dạ. Con nghe hồi xưa bà làm mụ mát tai lắm, nổi tiếng cái vùng luôn. Nhưng mấy năm nay trí óc của bà bị bệnh, người thì lẩn thẩn, lại không có con cháu gì. À má nè, mấy lần đầu gặp con á, bà sợ ghê lắm, cứ nói là bà chủ, rồi nói là bà không biết gì hết, lỗi không phải tại bà. Bà nói là xin con tha lỗi cho bà. Con phải dỗ dành dữ lắm á. Bây giờ bà mới chịu cho con tới gần á. Bích, má muốn từ nay con đừng bao giờ tới lui nhà bà mụ nữa, cũng không gặp bà ấy nữa. Nghe, nghe. Sao kỳ vậy má? Không phải trước giờ má luôn dạy con á là phải biết thương yêu những người già cả, những người gặp hoạn nạn nữa. Con giúp bà mụ là sai sao má? Không, con không sai. Nhưng mà Bích à, bây giờ hoàn cảnh của mình khác rồi,
Mặc dù ông bà thương tình, không để con làm việc nhà nhiều, nhưng mà không vì vậy mà con có thể đi chỗ này chỗ kia. Dù gì mình cũng là ở đợ trong nhà người ta, ăn hộp cơm của người ta, thì giờ của mình là phải làm công chuyện nhà cho người ta, hiểu không? Vậy thì con sẽ xin phép ông bà. Ông bà chủ tốt bụng lắm, chắc chắn họ sẽ gật đầu liền. Nè nè, con đừng có quên bà quản gia. Bà ấy lúc nào cũng để mắt soi mói má con mình. Bà ấy cũng không muốn người trong nhà giúp đỡ người ngoài đâu. Nếu bà quản gia phật ý, má con mình khó sống yên ở đây lắm á. Con nghe lời má, từ nay không tới lui nhà bà mụ nữa, nghe. Hứa với má. Dạ. Tội nghiệp con tôi quá. Con gặp nạn lớn như vậy mà má lại không có bên cạnh để chăm sóc cho con. Con đâu có sao đâu má. Nè, có thiệt là con không sao không? Ừ. Vậy là tốt rồi. Lát nữa dì kêu tụi nhỏ làm mâm cơm cúng tạ trời đất nghe dì. Dạ. Nè Tiến, trong người em thấy có gì bất thường không? Dạ không. Hay là để ba đưa em lên doctor ở trên Sài Gòn kiểm tra lại cho chắc nghe em. Đúng rồi đó con. Em đã nói là không bị gì đâu mà, nói đốc tợ chi chị hai. Nhưng mà chị cũng còn lo quá. Mình cũng nên khám coi bên trong có còn độc gì không chứ em. Em không có bị gì hết á, em thấy bình thường à. Cảm ơn con trai. Sao ba lại cảm ơn con? Vì gặp nạn lớn mà con vẫn còn ở bên cạnh ba. Rốt cuộc thì vết thương của con như thế nào, đưa cho dì coi coi. Con không có sao đâu dì, chị đừng lo. Con không sao hết. Cũng may là chị Lụ chỉ biết cách sơ cứu, chứ không thôi hả là thằng Tiến khó lòng mà qua khỏi. Chị nói làm sao? Là bà già mặt quỷ đó cứu Đức Tiến hả? Kìa, dì Trang. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Thôi để tôi xuống bếp dặn mấy đứa nhỏ nấu mâm cơm cho chị cúng nha. Ừ, tôi cũng xuống dưới để đốc thúc mấy người dưới đó. Thôi em nghỉ đi cho khỏe. Chúc mừng con tai qua nạn khỏi nghe. Dạ. Vậy em ngồi đây nghỉ nha, chị xuống phụ má một chút. Tiến à, qua đây uống với ba ly trà đi con. Dạ. Chết rồi. Cái gì vậy con? Tới giờ con đi học rồi ba ơi. Con đi học nha. Mình không biết Ngọc Bích có chuyện gì không mà sao lâu dữ vậy. Anh Tâm. Ngọc Bích. Anh Tâm nó có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Chuyện đó là chuyện gì vậy? Tôi anh cứ nói đi, sao cứ ngập ngừng hoài vậy? Tôi muốn nói là má. Tôi má đi đâu vậy? Bà chủ hết dầu dừa sức tóc rồi, bà kêu má đi chọt mấy trái dừa khô đặng thắng dầu cho bà. Má để con làm cho. Má đi đây con. Lại không nói được nữa rồi. Dì ơi, thôi để con làm cho dì ơi. Quay giữa ngoài sau á. Dạ. Dạ, con mời ông bà với lại cô cậu ăn tráng miệng. Mình ăn đi mình. Tuần sau cậu Quy về nước. Anh Thông có đánh dây thép mời vợ chồng mình với hai con lên trển dự tiệc mừng với gia đình. Mình à, mình tới dự tiệc nhà anh Thông á. Sau đó sẵn dịp mình đưa hai con lên Sài Thành chơi cho nó biết. Lâu rồi Đức Tiến nó không có đi đâu hết á.
Mình nói cũng phải. Hôm bữa gặp anh Cai Tuần, anh nói tôi sao ít thấy vợ chồng con cái đi chơi với nhau. Nhà có nhiều bạc mà không mua một chiếc xe hơi để đi đây đi đó. Lâu lâu chở vợ con đi du hí cho vui. Mình ơi, mình ở chốn quê mùa, đường xá nó không có tiện. Trời nắng còn được, tới mùa mưa lầy lội, mua xe hơi sao đặng. Với lại nhà mình có đi đâu đâu xa, phải không? Gần thì mình đi xe ngựa xe kéo được rồi. Em đâu phải kiểu người thấy người ta mua cái gì thì mình phải mua cho bằng được cái đó. Mình nói thiệt trúng ý tôi à. Đức Tiến à, có chăng vài ba năm nữa Đức Tiến lớn thêm một chút, đường xá được mở mang, bà sẽ mua cho con. Bà không tiếc bất cứ thứ gì với con hết. Dạ, con thấy cũng không cần thiết đâu ba. Ờ, thì đó là chuyện tương lai. Trước mắt á, tuần sau bà sẽ đưa hai chị em con lên Sài Gòn chơi mấy bữa. Thiệt hả ba? Để em cất vô tủ cho chị. Em thôi, không cần đâu. Em cứ để đó đi. Đây là mấy bộ đồ chị mới may hồi năm ngoái. Có bộ chị cũng chưa mặc lần nào hết, mà bây giờ nó đã hơi chật rồi. Chị tặng lại cho em đó. Tặng cho em? Ừ. Trời ơi, em làm sao mà dám bận mấy cái quần áo mắc tiền này chị. Có làm sao đâu. Từ nay em cứ mặc những đồ này đi. Mai mốt chị đi lấy chồng rồi, tủ đồ này sẽ để lại hơn phân nửa cho em đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hmm. Nhưng mà em không dám đâu chị ơi. Con. Ba. Chị đã cho rồi thì con cứ nhận đi. Ba ngồi đi ba. Ba. Con mà không nhận á, tức là con đã phụ tấm lòng của chị con đó. Ừ. Ba. Thấy chưa, má chị cũng đã lên tiếng như vậy rồi mà em còn không chịu nhận nữa hay sao? Nhận đi con. Ừ. Ừ. Nhận đi. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn cô hai. Vậy có phải vui không? Từ nay á, những cái bộ đồ mà con đang mặc nè, con phải cất đi. Mặc đồ của chị. Nhưng mà con sợ. Ta biết con đang lo lắng điều gì, nhưng không việc gì con phải sợ. Ai muốn nói sao thì kệ họ đi. Nghe con, ta đã nói chúng ta rất có duyên với con, bởi vậy làm điều gì được cho con chúng ta nhất định sẽ làm. Con cảm ơn bà, cảm ơn cô hai. Các con làm bài đi, một chút nữa thầy sẽ coi lại nha. Dạ. Con bị đau bụng á thầy, thầy cho phép con ra ngoài một chút được không thầy? Ừ, con đi đi. Dạ, con cảm ơn thầy.